Chào mừng các em đến với trang web lời giải hay.com. Hôm nay cô rất vui khi tiếp tục được đồng hành và hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi của bài số 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên ở thế kỷ 13, mục 2 La Mã, cuộc kháng chiến lần thứ 2 chống quân xâm lược Mông Nguyên năm 1285. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi ôn tập và củng cố cuối bài. Câu số 3 ở trang 61 trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7. Nội dung của câu hỏi số 3 đó là: hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ 2. Để trả lời cho câu hỏi này, các em hãy sử dụng vào dựa vào sách giáo khoa ở trang 58 và trang 60 để suy luận trả lời nhé. Cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai đó là: thứ nhất, đoàn kết lực lượng toàn dân để đánh giặc. Thứ hai, đó là khi thấy giặc mạnh thì thực hiện rút lui để bảo toàn lực lượng và có thêm thời gian cũng như là chuẩn bị cho cuộc phản công tiêu diệt quân địch. Thứ ba, đó là khi thời cơ đến thì tiến hành phản công tiêu diệt quân giặc, giành thắng lợi hoàn toàn. Và thứ tư, đó chính là tiến hành kế sách vườn không nhà trống, làm cho quân địch hoang mang và suy yếu nhanh chóng. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Các em hãy truy cập vào trang web lời giải hay.com để cùng chờ đón những bài học thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.